Dodd-Ford sẽ không tranh cử vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ liên bang, cho dù ông Erin O'Toole mất phiếu bầu. Thủ hiến Ontario ông Dodd-Ford cho biết ông không có ý định tranh cử vào vị trí lãnh đạo của đảng Bảo thủ liên bang, cho dù ông Erin O'Toole thua trong cuộc bỏ phiếu kín dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ tư tại một cuộc họp báo ở Ajax, Ontario. Vào ngày thứ ba, ông Ford đã được một phóng viên hỏi rằng liệu ông có bất kỳ kế hoạch tranh cử nào nếu một cuộc bầu cử lãnh đạo đảng bảo thủ liên bang được tổ chức trong tương lai gần hay là bất kỳ lúc nào trong vài năm tới hay không. Ông Ford trả lời, không, tôi đã đủ bận rộn rồi. Tôi muốn làm thủ khiến của tỉnh Ontario. Và chúng tôi sẽ xây dựng tỉnh này và tôi sẽ tiếp tục lãnh đạo tỉnh này. Đó là công việc của tôi. Tôi đang làm việc 24 trên 7 để đưa chúng ta thoát khỏi đại dịch này. Tôi muốn thống nhất tỉnh này.